Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Rồi, thì hôm nay mời các bạn cùng mình đi leo tháp. Về cơ bản thì ông này mình đã chơi được 4 tập rồi. Nhưng mà lý do mình không chơi cái trận tiếp theo của ông này á là tại vì á, là trận tiếp theo chiến dịch của nhà Uesugi mà cho ông này đi theo luôn á, thì nó hơi không hợp lý một chút. Nguyên nhân là do trận chiến tại lâu đài Osaka đó, thì nó diễn ra vào năm 1614, trong khi đó ông này mất năm 1612 các bạn ạ. Và bản thân gia đình Uesugi là cũng không có tham gia nhiều trong cái trận vây hãm ở lâu đài Osaka, cho nên là thôi mình sẽ không để cho ông này tham gia các bạn ha. Hồi nãy mình quên chỉnh skill lại, cho nên là giờ leo cái tầng cao mà rốt cuộc là lại cho ông này lấy cái skill này, cái skill này bút cho đồng đội chứ không bút cho chính mình được. Thành ra là coi như mình mất hết một slot thôi, coi như là mình thử thách chính mình đi. Chứ giờ lấy skill khác thì cũng được thôi, nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Tại ông này ổng mạnh sẵn rồi. Để coi nếu mà thiếu một skill coi mình sống được bao lâu. Chứ lại thật ra tại mình có skill mà mình không thể dùng với chứ. Rồi đây, nhào vô. Trận này chẳng qua là tại nó vây, chứ nó dùng cái thế tấn công tầm xa nó áp chế mình thôi. Chứ thật ra cũng không, trận này cũng không có gì gọi là mạnh. Mình nếu mình lướt hết mấy thằng lính chứ mình đánh tướng cũng được. Chẳng qua là mấy thằng này không đá nên mình đánh. Rồi hơi uổng chiêu này nhưng mà phải chịu. Bây giờ là mình leo được tới tầng 90. Vừa vô mà để máu đỏ giống vậy hơi dở, mà tại leo tầng khó thì phải chịu đó các bạn. Ông này dù ở những cái tầng này là bỏng gió rất mạnh nha các bạn, coi như là quýnh đang quýnh ở chế độ nightmare mà ở mấy cái màn mà nhiều sao rồi đấy, mấy cái màn mà gần mát sao luôn. Nhiều sao đây là gần mát rồi, chưa mát thôi, chưa mát thì chắc phải qua tầng 90 mới gọi là mát. Rồi ok, lên cấp đầy máu lại luôn. Tôi là các bạn, khi ba các bạn máu đỏ thì các bạn tung Chumusu nha các bạn, tức là khi đó thì các bạn sẽ đánh được cái đòn combo skill nó dài hơn, mạnh hơn thì có hay không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là cái đòn tấn công nó sẽ dài hơn. Ngoài ra thì mình có lấy chiêu băng cho ông này rồi, ra mình cũng đỡ lo. Thật ra chơi ở mấy cái tầng này các bạn nên lấy thêm cái skill lá chắn, lấy cái skill lá chắn thì sẽ được lợi hơn. Khi mà ví dụ chúng ta còn hết máu, thích cái đó lên thì nó quýnh mình không mất máu, bây giờ là mình vẫn bị ngã hay dính tính gì thôi, nhưng mà riêng máu thì không mất, máu không mất chúng ta có thể chơi tiếp được. Ngoài ra thì cũng khá sợ mấy cái màn mà nó bị phóng hỏa giống như vậy. Rồi đây nhà đây rồi cũng được. Vô ta vô hay ấy, vô ta là vô hay. Ông này chiêu của ổng là mình nâng gần hết luôn rồi các bạn, mình nãy quên show cái bản skill cho các bạn coi. Ây da, chơi luôn đi đừng tiếc. Mana hồi dễ, máu hồi khó lắm. Cái đòn của ông này á, lúc ông quay ấy, kích ra sao gần giống như là cái chiêu của Yukimura Sanada. Có điều là Yukimura Sanada chỉ kém được công thức thôi, còn ông này là ổng múa liên tục luôn các bạn. Nói như là Yukimura là tập trung cho một đòn, còn ông này ổng đánh ra nhiều đòn mà ra hai phía Yukimura chém ngang một đường. Yukimura thì được ví như là Triệu Tử Long, còn ông này được ví như là lão bố các bạn. Nhưng ngoài ra thì Yukimura còn được đề cao cái lòng trung thành nữa. Ông này thì về cơ bản cũng là người trung thành, nhưng mà so ra thì không bằng được Yukimura nha các bạn. Còn nguyên nhân thì chủ yếu xuất phát từ cái việc đó là Yukimura dù thế nào nữa thì chỉ chung với một chủ, còn ông này là về cơ bản là có đổi chủ. Mặc dù cái đổi chủ đó của ổng thì không phải là do ổng bất trung, mà ổng đổi chủ ở đây là do tình thế, đơn giản là tại chủ chết rồi mới đi kiếm chủ khác thờ. Nhưng ngoài ra là ổng cũng mất quyền thừa kế gia tộc, thành ra dạng như ổng, nếu ổng không đi làm thuê cho một cái nếu là ổng không nhận làm thuê tôi cho một cái ông lãnh chúa khác thì ổng chả có đất mà sống. Nói chung là tình thế của ông này thì nó rơi vô cái thế bắt buộc giống như là Trương Liêu vậy đó. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng không phải. Nói chung là cái này là xã hội người ta chấp nhận thôi các bạn. Tại chúng ta nếu mà quá cứng nhắc thì chúng ta cứ hiểu, các bạn cứ hiểu đơn giản là nếu mà cứng nhắc như vậy á thì Triệu Vân không thể về với Lưu Bị được. Mà Trương Liêu cũng không thể về với Tào Tháo. Nói chung là trong chiến tranh thì đôi khi chúng ta người ta chấp nhận hàng tướng các bạn nha. Chấp nhận ở đây đơn giản là để có được người tài, và đơn giản là cái người hàng tướng nó cũng có cái giá trị của riêng họ. Tại hiểu sao đi nữa thì các bạn cũng biết rồi đó,
những cái thế lực khi mà nó mới chiến thắng, nó giành được quyền sở một khu vực á, thì thường nó không bao giờ có đủ nhân sự để mà nó quản lý cả. Thành ra nó luôn luôn nó cần có những cái thế lực bản xứ để mà nó quản lý, hay là cái thế lực mà nó đã từng trị vì cái khu vực đó trong quá khứ. Chứ nếu như mà nó không có cái thế lực đó hậu thuẫn á, thì cái việc mà nó trị dân sẽ rất là khó. Ây da, mắm mày lợi hại thiệt. Lại thấy gần hết trận rồi, không muốn dùng kêu. Tại nó đang ở cái dạng màu trắng bớt mất màu này, đó là nó lợi hại lắm các bạn. Chắc ra được đồ ngon. Ngon thiệt. Nhưng mà cái tí là không ngon lắm rồi, ngon gì vừa. Tại bây giờ cái cây của mình nó đã bá đạo rồi, cho nên nó là cái này món này nó nhìn nó hơi phèn tí. Nhưng mà nhìn chung thì cũng khá là ok. Lưu cá chứ không chắc oan mạng nữa. Rồi ok. Thì đó, nói chung là bạn nào mà bữa nói với mình đó là chơi cái game này quay quay nhiều chóng mặt á, thì các bạn có thể tham khảo cái cách quay camera của mình á. Ví dụ trong những lúc này chúng ta không đánh á, thì chúng ta không mình không sẽ không quay cái nút camera không bấm càng, để cho nhân vật chúng ta di chuyển thực tí và mình sẽ nhìn là nhìn trên bản đồ. Khi các bạn tập trung, các bạn nhìn lên cái minimap á, thì các bạn sẽ không thấy chóng mặt. Do lúc đó cái minimap nó đứng yên chứ có camera nó quay, mà khi đó giờ chúng ta không nhìn camera nó không sao cả. Nhưng mà khi chiến đấu á, thì chúng ta bắt buộc phải nhìn camera nha. Thì lúc đó các bạn ấm càng và cái camera nó luôn đi phía sau lưng mình đó. Nói chung là cái gì thì nó cũng có mánh của nó cả rồi các bạn. Chúng ta biết thì chúng ta sẽ tránh được một số cái mà nó hạn chế. Còn không biết thì chúng ta chịu, thì chúng ta thật ra khi mà các bạn chịu quen rồi thấy nó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà tại vì như là không phải ai cũng có nhiều thời gian để chơi. Có những người lâu lâu mới chơi game một lần, hoặc là một ngày thời gian chơi cũng bị giới hạn. Cho nên là tất nhiên là cũng muốn chơi mà nó không có vấn đề gì cũng phải có mánh. Đó mình hiểu, mà đó mình làm video mình chia sẻ với các một số bạn cũng là vì lý do này. Như là không phải ai cũng biết chơi game đúng cách các bạn ạ. Và biết cái thông tin nào trong game mà người ta đưa ra là sự thật, cái nào là người ta thiết cấu để cho nó hay, hay là cái đó không phải là chấm xử mà chỉ là văn chương. Đấy, vậy thôi, đơn giản. YouTube là nền tảng chia sẻ video mà các bạn. Chúng ta chia sẻ những cái thông tin hữu ích đến với cộng đồng. Không nhất thiết cứ phải lúc đó là thông tin đó liên quan tới học thuật, mà chúng ta cũng cứ hiểu đơn giản là cái thông tin đó nó cũng có thể là dạng thông tin mà nó đơn thuần là một vụ giải trí. Vậy thôi. Tại một cái thông tin học thuật mà người ta không cần thì cũng không mấy quan trọng để mà phải đi truyền tải. Ngược lại, nếu mà cái thông tin đó là một cái thông tin mà nó có giá trị trong cuộc sống hàng ngày, coi như là nó cũng có giá trị rồi, không phải lúc nào cũng học phải là học thuật các bạn. Tại nếu mà kênh nào cũng là kênh kiến thức thì mạng xã hội nó cũng khô khan lắm. Rồi đây, vô Mystery Ishida cũng thường thôi. Ok, vô khúc này nguy hiểm nè, bật cái bóng lên chơi luôn. Cũng may là mình đang có tới 3 cây năng lượng, mà ta đánh không sao. Hết cây năng lượng thì ta xài cái khác. Và tại vì mình bá đạo quá, đúng là mình đang bật cái bóng lên á, thành ra coi như sát thương nó nhân lên đó các bạn không. Mình nói rất nhiều lần là cái bóng dọc á, thì nó đánh theo phương dọc. Như là mình đánh mục tiêu đó một cái thì cái bóng nó đánh phụ thêm một cái nữa, ba cái bóng. Tất nhiên là sát thương của cái bóng thì nó thấp hơn của cái người thật, cho nên nó là sát thương nó coi như nó nhân đôi đi. Chứ nói nhân 3 thì mình thấy nó hơi quá. Mình thật ra mình cũng không biết nó là bao nhiêu, thì mình ước chừng nó từng khoảng nhiêu đó. Bạn nào biết chính xác không chỉ số thì nói cho mình biết cái nhé. Rồi cái này là đánh cái gì tao quên tiêu rồi. À, này đánh hai ông tướng ngoài để mở cửa đi vô. Rồi thế thì nhào vô. Nãy giờ dở quá, không có màn nào mà mình gặp được đồng đội hết. À, ông này đúng là lã bố rồi, đánh đâu chết đó. Chỉ có điều là khả năng chịu đòn lên đây thì nó cũng bị giới hạn. Hay, có cơ hội. Nó chạy, ông Mitsunari Ishida lên nó chạy lên đó là dở. Không có thằng đứng đép cờ là dở rồi. Rồi, 3, 2, 1 vô. Có băng nữa không? Mình nói rồi, các bạn nhớ đem theo thuộc tính băng là tại vậy á. Cái băng nó sẽ giúp các bạn ví dụ như bỏ qua khả năng phòng thủ của đối phương, do là lúc đó đối phương nó không còn khả năng đỡ nữa các bạn. Rồi.
Rồi đây để coi nào, mấy cây búp này từ từ, cây này 5 vòng mà giờ không ngon nữa rồi. Phải chỉ đổi cái cây búp thành 5 vòng, cái cây kia thành 7 vòng ngon biết mấy. Ông này thì mình mát chiêu hết đồ hết rồi, vũ khí cũng may mát may mắn rồi. Thật ra giờ muốn nữa thì chắc cũng khó. Nói chung là giờ đi lên pháp cái này giống mục đích chủ yếu là để lấy đồ thôi. Rồi đây, vô con gái của Huyết Diệp Vương. Bà này nói chung là khá là dễ thương các bạn ạ. Chiêu phân thân bóng này thì vừa đánh được mà đánh boss cũng được, đánh tướng cũng được á. Dưới là cái bóng của nhân vật tự tạo với là cái chiêu của nhân vật tự tạo á, với lại của ông Hanzo Hattori là đánh rất lính nha. Tại ra cái bóng nó dạt lại phương ngang, còn cái này là bóng phương dọc. Ây da, ôi chà, quá chà, hủ hồ hủ dế tôi. Ây da, hay. Ha 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 ha, đúng là sức mạnh của lão bố. Không chê được. Rồi gồng lên luôn cho chắc ăn. Không chết quăng mạng nữa. À là ông Imagawa. Còn mấy tướng tào lao. À cũng có thể đây là đội hình mà trước khi Tokugawa về với lại Oda Nobunaga các bạn. Đây là giai đoạn mà ông Yoshimoto Imagawa còn sống. Ông này thì cái kiểu của ông giống Huyền Thiệu vậy đó. Lực lượng khá là mạnh, nhưng mà không biết dùng với lại cũng không đoàn kết các bạn. Tất nhiên là so ông này với Viên Thiệu thì không đáng. Tại Viên Thiệu dẫu gì cũng có trong tay 70 vạn quân, còn ông này chỉ có 4 vạn thôi. Nhưng mà xét trong bối cảnh thì nó cũng tương tự. Tại vì Tào Tháo năm đó chỉ có 10 vạn quân, mà phải đấu với lại 7 vạn quân đó. Mà phải đấu với lại 70 vạn quân của Viên Thiệu, tức là 1-10. Trong khi đó thì Oda Nobunaga khi đó là có trong tay là nó rơi vô khoảng là 3.000 quân, mà phải chống lại tới 1.800, xin lỗi các bạn, 1.800 tức là 18.000 cho đến 40.000 quân Imagawa. Tại vì nó có nói vóng lên ở đây, khi mà nghe rằng là ông Yoshimoto này là có đến tận 4 vạn quân thì ông Oda Nobunaga không tin. Bản thân mình thì cũng cho rằng con số 4.000 đó là nói vóng nha các bạn. Đơn giản là tại vì dân số Nhật Bản vốn không nhiều, mà ông Imagawa khi ấy ông ấy cũng chỉ mới làm chủ được có 2 tỉnh thôi. Tức là dù tính luôn cái tỉnh chư hầu của nhà Tokugawa đó thì cũng mới có 3 tỉnh. Mà 3 tỉnh của Nhật Bản là thế kỷ thứ 16 mà ổng vét được 4 vạn quân là hơi bị ghê đấy. Nói 1 vạn 8 thì có thể người ta tin. Tại vì á là về cơ bản với mức dân số vào thời điểm đó đó thì có thể là được. Ở đó lúc đó thì người ta không gọi là tỉnh, các bạn thường là nó sử dụng đơn vị thành để nó giữ, hoặc là nó gọi là huyện. Thành ra về sau thời Minh Trị mới có cái câu gọi là phế phiên hợp huyện á, tức là bỏ các phiên quốc của các lĩnh của các gia tộc đi mà thay bằng các huyện, tức là chính quyền địa phương do của chính quyền quản lý, chứ không phải là chia ra thành nhiều cái nước nhỏ rồi cho phiên hoàng với tướng quân làm người đứng đầu nữa. Thì đó nói chung là thế, với lại Nhật mà như đó nói chung là mình nghĩ là trong khoảng 1.8 thôi, mà đã cho cùng lắm là 2.1 đi, thì tức là 21.000 đó, tức là tỷ lệ trận đó là 1:7. Nhưng mà các bạn nên nhớ là trong cái trận đánh tại Okehazama đó thì Oda Nobunaga là bên tấn công ông, nhưng mà tất nhiên là chiến trường là nhà ông ấy, thì tức là ông ấy có 3.000 quân trong tay, thì ông ấy phải giữ lại là khoảng 1.000 quân để mà nó giữ nhà, đóng giữ cái vị trí của ông ấy, tức là ông ấy chỉ có thể xuất được 2.000 để mà đi đánh quân của Imagawa thôi. Thì tức là tỷ lệ trận này nó sẽ rơi vào khoảng là 1:9 hoặc là 1:10.5 cho 11 luôn đi. Thì đó, thì nói chung là cái trận đánh này thành ra tại sao không phải tự nhiên mà người ta hay ví Oda Nobunaga như là Tào Tháo đâu. Tại vì cái chiến thắng tại Okehazama của Oda Nobunaga nó cũng gần giống như đại chiến đại thắng Quan Độ của Tào Tháo vậy đó. Mặc dù là quy mô của hai trận đánh khác nhau, nhưng mà dẫu sao nữa thì chúng ta đều biết là Trung Quốc thì nước lớn dân đông, còn Nhật Bản thì nước nhỏ dân ít, thành ra là chúng ta phải xét trên tỷ lệ nó mới công bằng. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ thấy rằng Oda Nobunaga cũng chả là gì so với Tào Tháo. À lại bấm nhầm nữa, tự nhiên cái chiêu đó lên chi. Cái chiêu đó chỉ có tác dụng với đồng đội thôi.
tại hồi nãy mình tin hồi nãy là mình set chiêu cái mình đứng chơi cái màn cuối, sau đó mới đọc lại tài liệu thì phát hiện ra là chơi cái màn đó thì không hợp lý. Tại nói chung là chơi Nightmare mà ở cái màn mà nó nhiều sao map sao giống vậy á, thì cả hai nhân vật của chúng ta là phải có cái chiêu hỗ trợ bơm máu cho nhau, để mà ví dụ như như một cái ít máu thì có nhiều chiêu bơm và ngược lại, chứ còn ví dụ như vậy thì không ổn tí nào cả, mình đi một mình. Ở đây cái này để chúng ta bơm cho mấy con AI đi chung mình cũng được, ví dụ như là mấy cái màn mà nó có đi hỗ trợ á. Nhưng mà vấn đề là mấy cái màn đó thì nãy giờ mình chưa có gặp. Ở đó cái này mà các bạn cũng không cần phải leo cao đâu, các bạn leo tới tầng 90 các bạn ngưng được rồi. Tại sao sau đó thì nó chỉ nâng độ khó chứ nó không có nâng cái đồ lên nữa. Thành ra là các bạn có chơi thì các bạn cũng không lấy được đồ tốt đâu. Chủ yếu là chơi đeo pháo này á, canh me mấy cái thằng mà nó kéo xe mà nó ghi đó là cái xe biết vũ khí bí mật á, thì các bạn mới lấy được vũ khí map của nhân vật thôi. Mà thật ra các bạn cũng chả cần vũ khí map để chơi. Cái game này nhìn chung độ khó nó được tương đối là giảm so với những phiên bản trước đó và giảm so với Tam Quốc. Cho nên là các bạn chỉ cần một cái vũ khí 8 vòng hoặc với là 7 vòng các bạn cũng có thể đánh được chế độ Nightmare rồi. Tất nhiên là nhớ có thuộc tính trong đó và có thuộc tính tử nha. Còn không có thì nó hơi nặng đô đấy. Tất nhiên là cái này cũng là đối với cái người mà chơi ở tập trung như mình thôi. Nói dở thì tệ quá mà nói giỏi thì cũng không hay. Chứ là cũng như mình dạng là biết chơi thôi. Chơi mà dạng chơi hay chiến thuật á. Rồi. Thành ra là cái cách chơi của mình là nó cũng xét cái là mình xét cho nhiều yếu tố mình xét đã có lợi cho mình rồi các bạn nha. Rồi hy vọng là lần này là mấy con tướng kia nó không có xuất hiện nữa. Rồi xuất hiện hai tướng mình đi đường này luôn cho nó đỡ mất thời gian, chứ nãy đi vòng hơi lâu. Rồi cho đâm mấy cái đấy, lưu ý là mình đang có kim thân nha các bạn, nó đụng chúng mình là nó cũng mất máu đấy. Rồi tôi nghĩ là mình không đỡ biết sao được. Cái màn này nó bắt buộc là nó chỉ tính lính khi đánh, các bạn đánh được khi mà các bạn đánh bằng skill thôi nha, còn đánh thường là không có hiệu quả. Rồi lưu ý là chỉ có ninja mới nhảy hai lần được thôi nha các bạn, thành ra chỉ có ninja mới nhảy qua mấy cái hàng bắn cung này được, còn mấy cái tướng khác thì thường không nhảy được, thường thôi nhé, có lúc vẫn nhảy được. Như là cái gì chúng ta cũng không nên khẳng định chắc chắn nó 100%, tại đôi khi nó cái gì nó cũng có ngoại lệ các bạn. Như là chúng ta không nên khẳng định bất cứ một cái gì cả, tại vì cái gì nó cũng có ngoại lệ, có những cái thứ mà chúng ta tưởng chừng như nó đúng 100% mà nó còn có thể sai. Mà các bạn không tin thì các bạn cứ tưởng tượng như nè, 1 + 1 = 2, ai cũng nghĩ nó đúng đúng không, nhưng mà mình chứng minh được nó sai đó. Tại vì đơn giản là nó đúng nhưng mà chỉ đúng trên lĩnh vực đó là toán học. Các bạn cứ nhớ thuyết tương đối, nó từng nói vậy nè, là vạn sự ở cái đời này là cái gì nó cũng tương đối. Cho nên nó là chúng ta xem xét bất cứ một cái vấn đề gì á thì nó cũng sẽ có tính tương đối của nó, do nó chỉ đúng ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang nói tới thôi, chứ còn xét trên lĩnh vực khác có thể nó sẽ không đúng. Ví dụ như bây giờ các bạn nói đó, 1 + 1 = 2 đúng không, nhưng mà nếu xét trên lĩnh vực văn học thì nó lại sai hoàn toàn. Bởi vì trong thậm chí đây nó có thể không sai nhưng mà nó cũng có thể sai. Đơn giản ví dụ như ta nói nè, ta với mình tiên 2 + 1, tiên 1 + 2 đó, bạn thấy chưa, rõ ràng là nó sai so với cái phép tính ban đầu chúng ta nghĩ ra rồi. Tất nhiên là nhiều bạn sẽ nói là mình chơi nói vậy là ăn gian gì đó, nhưng mà cái đó rõ ràng các bạn không phải phản đối với phản ứng mình được. Mình đã đưa ra một cái lập luận mà nhìn chung là nó không dựa trên nền tảng của toán học mà dựa trên nền tảng của văn học. Cũng giống như người ta nói đó, âm với dương thì sẽ, nói chung là âm với âm á thì nó sẽ thành dương, nhưng cái đó là toán học. Còn chúng ta qua vật lý thì âm với âm thì nó lại đẩy nhau, ví dụ vậy. Thấy không? Ngay cả những cái điều mà chúng ta tưởng chừng nó đúng nhưng mà nó là rốt cuộc nó lại cũng có những cái trường hợp ngoại lệ của nó, hoặc là trên lĩnh vực khác thì nó lại không đúng. Rồi ok, móc đường kia luôn cũng được, màn này nó mở hai đầu, các bạn muốn đánh đường nào cũng được, mà đường nào có tướng thì ưu tiên đánh đường đó. Đơn giản phải đánh tướng mới có đồ, với đánh lính không có cũng lắm mới ra được mấy trường học thôi. Mà cái đó là cũng do mình nâng skill rồi mới có, chứ còn chưa nâng skill thì cũng không có đâu. Tôi biết là cây này của mình nó có tử, có lôi, có đủ thứ thuộc tính là các bạn mới thấy mình quýnh mạnh được như vậy nha. Chứ thực chất nó, nếu mà không có thuộc tính các bạn không quýnh mạnh được giống vậy đâu.
Không, này mình lấy cái chiêu may mắn cho ổng nhiều quá, thành ra giờ ổng đánh nó cũng ra đồ tốt mà đồ bút không à. Cái đồ vàng nó không, nó không ra đồ bạc. Cái đồ bạc mới là cái mình dùng nha, còn cái đồ màu vàng là đồ bút thôi. Rồi ok, đường này giờ lại đi không được nữa rồi, tại không có lính. Đi bên này thôi. Chà, bật nộ lên rồi mà mấy thằng lính này nó câu dữ ta. Hồi nãy mình còn càng được, bây giờ mình càng hết nổi rồi. À, nó có thể tầm kêu bật đạn, bật đồ lên. Rồi thì đi đó, gì đâu cắn. Cái này thì lính kỵ binh xạ kỵ hả? Hỏi mai thời này chưa ngon đâu nhá, là chưa bắt nạt được anh đâu. Phải được cỡ mấy con Light Dragon mà thời thế kỷ 18 rồi còn bắt nạt mình. Chứ còn mấy con xạ kỵ thế kỷ 16 này thì cũng là tàu bậc trung thôi, tại lúc này đạn chưa nhiều. Mà người ta cũng chưa biết bảo quản thuốc súng khi mà thời tiết nó ẩm nữa. Mấy cái mùa mưa là hầu súng khỏi xài. Chứ là đạn nó không nhiều các bạn. Đến tận thế kỷ thứ 17 rồi á, mà hạn cho binh lính là trận còn được có 15 viên một người à. Thành ra thì thời điểm này có còn ít nữa. Nói chung là lúc này các bạn mình hay nói vui như này, giờ thời điểm này các bạn ra trận các bạn bắn tới phát thứ 3 mà các bạn còn sống á, là nó đã may mắn lắm rồi. Chứ đừng có nghĩ đến việc là chúng ta bắn được tới phát thứ 10. Đơn giản là tại lúc này là hỏng mai nó lên đạn rất lâu các bạn, thậm chí là không biết bắn nên không biết nạp đạn, dùng con chú que nó còn rất là dễ bị xì cơ. Này là hỏa mai thời trung cổ mà nó còn chưa được như hỏa mai thời hiện đại nữa cơ. Lúc này súng này là gọi là mắt lóc, tức là nó bắn bằng cái chậm á các bạn, nó bắn bằng cái dây cháy mà nó cháy từ từ ấy. Cho nên nó là nó cũng không phải là như súng hiện đại như ngày nay chúng ta bắn mà làm một cái ồn phát đi sạch băng 30 viên đâu. Cho nên là nó hiên lúc này là nổi cách nạp đạn thôi, mình thấy là nó mệt rồi. Đầu tiên là phải mở cái túi cái ống ngà ra, đổ súng vô nòng rồi thậm chí là có lúc là phải đổ thêm một cái lỗ phía sau của cái súng nữa, rồi sau đó là mới nhét cái viên đạn gan, mở cái túi ra lấy cái viên gan nhét vô trong nòng súng. Thậm chí nhiều lúc là sợ là nạp đạn mở cái túi không kịp, phải ngậm sẵn viên đạn trong miệng mà để có gì bỏ vô nòng súng luôn cho nó lẹ đó các bạn thấy rồi đó. Tại lúc này nó chưa có cái ba cái dây đeo để mà chúng ta nhét đạn nha. Đấy các bạn thấy chưa, nó rất là hạn chế. Rồi sau đó là phải lấy cái cây mới mà cố định đẩy đẩy cái viên đạn xuống nữa, rồi sau đó là mới dương lên bắn. Mà đúng rồi, là dương lên bắn là không phải bóp cò nữa, mà là dùng cái dây cháy chậm á để cho nó để vô cái chỗ có thuốc súng phía sau á, đúng rồi, nó mới kích cái gì cái thuốc súng nó nổ, nó đẩy cái viên đạn đi. Còn cái vụ cái cơ chế mà quẹt ga mà về sau của một số cái súng clean lock đồ á là cũng phải về sau mới có. Nói chung lúc này là người ta tìm cách người ta cải tiến cái bộ ánh lửa cho súng rồi thôi, chứ cũng mấy cái khác này chưa cải tiến được nhiều. Đạn lúc này cũng là viên sắt chứ không phải là đạn nhỏ, thành ra sức sát thương cũng không cao. Còn lý do thì đơn giản các bạn hiểu, lúc này súng đa phần là nòng trơn, nó người ta chưa biết làm nòng xoắn, mà có biết làm nòng xoắn thì nó cũng không phổ biến được. Do là cái việc chế cái ra cái viên đạn như hiện đại ngày nay chúng ta dùng á là nó phải có công nghệ hạt nổ các bạn, chứ nó không phải là dùng cái thuốc súng như là ngày xưa. Mà cái công nghệ hạt nổ đó là phải khoảng tới thế kỷ thứ 19 nó mới phổ biến. Trước đó thì nó đã có rồi nhưng không phổ biến nha các bạn. Thành ra là do là nạp đạn từ nòng súng chứ không phải là nạp đạn từ cái quy lát phía sau hay là nạp đạn ổ đạn á. Cho nên là người ta phải làm cái nòng trơn để dễ nhét cái viên đạn vô. Chứ làm cái nòng xoắn là nó cứ dướng chỗ này dướng chỗ kia hoài khỏi nạp đạn luôn á. Mặc dù cái nòng xoắn thì nó bắn ra cái viên đạn nó sấy, chứ là cái mũi khoan thì nó mạnh hơn. Nhưng mà cái mạnh hơn đó thì nó cũng không có giá trị lắm. Trong cái ít nhất là trong thời điểm này. Tại nhìn chung thì lúc này là nó cũng chưa có cơ chế nhắm bắn rồi như ngày hôm nay. Nó chưa có cái đầu nhắm cho súng rồi, nó cũng chưa có cái này cái nọ cái kia để mà hỗ trợ bắn cho nó chuẩn. Ống nhắm nào dưới lúc này cũng còn nhiều khi cũng chưa có, mà có thì nó cũng như là cái ống dòm gắn lên thôi. Cho nên là người ta cũng không xem trọng nó lắm. Cái việc bắn xa cũng không ý nghĩa gì mấy. Đa phần là người ta sẽ tìm cách là người ta bắn ở trong cự ly gần để mà đảm bảo độ chính xác và độ đảm bảo luôn cả cái độ sát thương nữa. Chứ là lúc này với lại lúc này dàn trận theo phương ngang đánh trận mà, chứ có phải là đánh trận như thời hiện đại giống giờ đâu. Thành ra là người ta cũng không quan tâm lắm tới cái việc mà bắn có chuẩn hay không. Người ta lúc đó nó đi theo hàng ngang chỗ đó thì cứ nổ súng mà dính, không dính này dính kia. Tuy nhiên súng này do vậy nó bắn nó liều khi nó lệch cả thước, nhưng mà quan trọng nữa là cái súng đó, nó dọa người. Ngoài ra còn có thể là dọa được các con vật nữa, ví dụ dọa mấy con thú cưỡi ngựa rồi. Ngoài ra thì vết thương do súng gây ra vào thời điểm này nó cũng khó trị trị hơn là cung, cho nên một phần nữa nó cũng gây ra cái nỗi sợ cho con người. Thì đó, nói chung là không phải tự nhiên mà Oda Nobunaga nói rằng là
mặc dù ông sống ở thế kỷ 16 mà ông nói là bây giờ là thời kỳ của súng đạn đâu. Tại khi mà ông ấy nói chuyện với nghĩa phụ, đúng không phải? Ông này là gì, bố vợ á, thì ông ấy nói rằng là lính nông dân của Owari á là yếu nhất Nhật Bản, nhưng mà với một phát bắn chính xác thì họ là mạnh nhất. Và công nhận là điều đó đúng, bởi vì về sau những người lính nông dân tưởng chừng như là yếu đuối đó của Nobunaga đó đánh bại được cả những người lính kỵ binh được coi là mạnh nhất của Nhật Bản vào thời điểm đó, chứ là kỵ binh nhà Takeda đấy. Tất nhiên là nếu như mà lúc đó Takeda Shingen còn sống thì có thêm một chuyện khác, nhưng mà khi đó thì ta lịch sử thì không có chuyện nếu. Chứ lại quan trọng nên nhớ là lúc đó là cái người chỉ huy là đã là con trai của Takeda Shingen rồi, và đây là một cái người khá là bất tài, cho nên có thể nói là một phần nữa là Oda Nobunaga thắng là bởi vì ông ấy gặp may. Khi mà ông ấy phất lên á thì những cái đối thủ mạnh của ông ấy thì ở phía đông là nhìn chung thì cũng một là đã già yếu, hai là đã mất rồi. Tuy rằng á là Nobunaga từng bị Uesugi đánh bại chứ không phải không, nhưng mà nhìn chung thì sau đó Uesugi cũng qua đời do bệnh. Nhìn chung thì người ta ngày nay người ta cũng không rõ lý do là ông Uesugi có thật sự chết do bệnh hay không, hay là ông ấy bị đầu độc, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ông này đã chết, và điều đó nó khiến cho những cái hiểm họa phía đông của ông Oda Nobunaga đó là không còn, mà là còn á thì nó không còn nguy hiểm, quá nguy hiểm nữa để mà không đối phó được. Tại vì đứng trước hai thiên tài là Uesugi Kenshin á và Takeda Shingen á thì có thể nói là Nobunaga thì cũng không phải là cái gì đó quá nổi trội, nhưng mà đứng trước những cái người thừa kế của hai cái con người này á thì ông Oda Nobunaga là thừa sức đối phó. Đó thì nói chung là chúng ta học lịch sử á, thì chúng ta xem xét vấn đề lịch sử thì không có chuyện nếu, nhưng mà chúng ta có thể đặt ra giả thuyết và sẽ tìm cách chứng minh nó. Tại vì lịch sử thì nó không có diễn ra lại hay cho chúng ta làm thí nghiệm, nhưng mà được một cái là nó có một cái tính, đó là nó có diễn ra theo quy luật, và đôi khi có những sự kiện nó sẽ lặp lại. Ví dụ như là những cái nhà lãnh đạo sau khi mà thành công rồi thì lại đi sát hại công thân ấy. Thành ra ta nói Lưu Bang với Mao Trạch Đông là cùng một kiểu, và những cái tướng như là Hàn Tín hay là Bành Đức Hoài cũng là cùng một kiểu. Đấy, như vậy thôi. Rồi vâng, chúng ta tốn 8.000 để mà leo lên đây, nó cũng thu về được có 4.600 thì hơi bèo. Mình cũng thấy coi như là hơi buồn ấy, nhưng mà không sao, tại tiền cũng không phải là mục tiêu chính của lần này. Để coi nào, vũ khí mình thu được thì rất nhiều, nhưng mà bây giờ cái mình muốn coi nhất là cái dấu chấm hỏi. Ô, 8 dòng, hay quá, nhưng mà 8 dòng thì không còn may mắn nữa, tại nó là cái cây mình đã sử dụng rồi. Mình sẽ sử dụng, nhưng mà 8 dòng này không hay lắm. Lôi với lại thổ thì hai cái này nó không tương hỗ lẫn nhau. Cây này thì 5 dòng ít quá. Cây này cũng tạm được thôi. 7 dòng nhưng mà 20 thì bèo, cây này quá bèo, được đúng một con ngựa, trời ơi. Rồi để coi nào, 13, 11, 13, 22, 14. Rồi thôi coi như là màn này đi săn ngọc cũng được. Tại ngọc quá trời ngọc luôn, mình chơi chưa tới nửa tiếng mà ăn dày coi như là được gấp đôi rồi, còn gì nữa. Hơn chứ có thể nói là hơn gấp đôi luôn cũng không chừng. Tại mình mới thêm số lẻ vô nữa nó cũng phải bèo bèo mới được 60. Mà mình đây mới có 28 phút mấy, coi như là 1 phút rồi mình lấy được hơn 2 cục rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.